có nhiều bạn hỏi mình từ mới như thế này, đó là từ Yappari và từ Soyukoto, nên là hôm nay mình làm clip này để chia sẻ với các bạn cái ý nghĩa của nó. Yappari quả có nghĩa là quả đúng như là những gì mình nghĩ. Các bạn cùng hãy theo dõi ví dụ sau đây. Yoshida-san, この帽子っていくらですか？2万円ですよ。やっぱり高いですね。あ、そういうこと。で、こう nghĩa là chuyện là như thế nhỉ? Nó có nghĩa là như thế nhỉ? À, chúng ta cùng nhau đi đến ví dụ sau đây. Yoshida-san, パニックルってどういう意味ですか？混乱するってことだよ。あ、慌てるっていう意味ですね。そういうことですよ。忙しくてさ、はい、パニクったよ。本当ですか、うん、大変だったでしょう。大変だったね。ngoài ra người Nhật vẫn còn hay sử dụng một từ nữa, đó là từ そういうことか。って có nghĩa là chuyện là như vậy à. OK? またね。